chỉ một vòi phun nước. Điểm phun xa nhất cũng tầm chục mét. Không khó hiểu trước năng lực của phương tiện chữa cháy trên sông duy nhất tại Đà Nẵng. Bởi nó vốn là một xuồng cao tốc, chỉ có công suất 85 cv và tốc độ không quá 25 hải lý một giờ. Hệ thống máy bơm, lăng phun chữa cháy được lắp đặt tạm bợ. Xuồng cao tốc bỗng trở thành tàu chữa cháy một cách bất đắc dĩ. Hiện giờ thì trang thiết bị trên thuyền vẫn chưa được hoàn toàn tốt cho lắm. Về các trang thiết bị là đưa từ dưới lên trên cano bình thường. Và chúng tôi thì mong muốn một chiếc thuyền chữa cháy chuyên nghiệp. Vì là không chuyên, những phương tiện để đảm bảo an toàn trong trường hợp chữa cháy xăng dầu, hóa chất là con số 0. Phương tiện cứu hộ cứu nạn đơn giản cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, đây lại là phương tiện chính để chữa cháy và cứu nạn nếu không may xảy ra sự cố trong hội thi pháo hoa tại sông Hàn. Giao cho đội phòng cháy chữa cháy trên sông đảm nhiệm chỉ huy trong cái đêm 29 tháng 3 và 29 tháng đêm 29 và 30 tháng 4. Và chúng tôi đã chuẩn bị một phương án giả định các tình huống cứu người chết đuối ở dưới nước và 20 cái thuyền là tham gia cái hội thi pháo hoa thuyền giả định các tình huống cháy. Đây là lần thứ 6 liên tiếp thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc thi này và mỗi năm thu hút vài nghìn du khách và người dân địa phương tới xem. Khu vực khán đài nơi có hàng nghìn du khách thì vẫn được bảo vệ bởi nhiều xe chữa cháy như thế này. Thế nhưng theo chính người trong ngành thì việc trục trặc với các phương tiện này khó mà có thể nói trước. Đa số phương tiện quá cũ, mặc dù cũ nhưng mà chúng tôi phải bố trí để đảm bảo cái vấn đề này. Thì chúng tôi phải khắc phục những cái hư hỏng sửa chữa và để làm tốt công tác bảo vệ pháo hoa là chúng tôi bố trí thêm các cái dụng cụ, các phương tiện như máy bơm, rồi những cái xe bơm để mà hỗ trợ thêm trong công tác nếu mà trong quá trình triển khai mà nó trục trặc về cái phương tiện. Đến thời điểm này, cả năm đội Ý, Mỹ, Nhật, Nga và chủ nhà Việt Nam đều đã sẵn sàng lên nòng pháo chờ giờ khai hội. Là đội thi đấu, có lẽ họ đang hy vọng về một sự may mắn. Nhưng với hàng nghìn người đến xem, khi hàng chục nghìn quả pháo và 20 chiếc thuyền thả hoa đăng đều có nguy cơ gây cháy nổ, thì có lẽ tất cả mọi người đều phải hy vọng gặp may mắn. Bởi ở đây, nước gần không cứu được lửa gần.